Xin chào mọi người. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách fix lỗi không mở được project Premiere Pro được xuất từ After Effects do yêu cầu thành phần của bên thứ ba. Giờ mình sẽ làm theo trình tự, bắt đầu từ việc mở một cái project của mình trong After Effects. Thì đây là project mình chèn Lightrix vào một bài nhạc. Các bạn để ý cái composition của mình là com 1 nha. Để xuất file project Premiere Pro, ta chọn File, Export, chọn vào dòng thứ 3. Sau đó ta chọn vị trí lưu nó và lưu nó lại. Giờ mình thoát After Effects và mở cái project mình vừa xuất khi nãy. Thì đây là cái lỗi mình đã nói. Muốn khắc phục, ta nhấn OK. Ta đợi cho nó load một xíu. Thì đây là cái com 1 của mình khi nãy nè, với cái tên project. Mình nắm mình kéo cái com 1 qua mình coi. Đó, nó bị thiếu cái lyric mà mình làm ở bên After Effects á. Mình kéo cái chỉnh màu qua mình coi luôn, cũng không có. Còn cái com 1 kia mình nắm mình kéo luôn, coi sao. Không có luôn. Mình tiến hành xóa mấy cái này đi ha. Các bạn tạo một cái project Premiere mới, hoặc ở project này ta nhấn vào File, Adobe Dynamic Link, sau đó chọn dòng thứ 3. Tìm project After Effects mà mình muốn xuất ra project Premiere Pro. Sau đó nhấn vào thì nó sẽ hiện các composition của project đó cho các bạn thấy. Khi nãy mình kêu các bạn nhớ cái com 1 thì nó sẽ được áp dụng ở bước này. Ta chọn com 1 và nhấn OK. Ta tiến hành kéo qua timeline và xuất ra file media như bình thường. Mình mở video để xem nó có bị lỗi hay không nha. Cả video ổn hết. Thì đây là tất cả các bước để fix cái lỗi này.